Số ca mắc Covid-19 tại các nước trong khu vực châu Á đang tăng mạnh, buộc giới chức các nước phải tăng cường cảnh giác trong dịp nghỉ lễ năm mới 2022. Những tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 mới tại Nhật Bản không ngừng gia tăng, khiến nhà chức trách lo ngại dịch bệnh sẽ còn tăng mạnh khi lượng người đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ năm mới cùng tâm lý chủ quan trước thông tin về các trường hợp bệnh nhẹ sau khi nhiễm biến thể Omicron. Hiện Nhật Bản hối thúc người dân tránh tập trung đông người và khuyến nghị du khách xét nghiệm trước khi khởi hành. Hàn Quốc ngày 29 tháng 12 thông báo, trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 5.400 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày đầu tiên trong 3 ngày qua, số ca mắc mới tại nước này vượt trên 5.000 trường hợp. Hàn Quốc hiện hạn chế những sự kiện tập trung đông người hay giảm giờ hoạt động của các cơ sở dịch vụ đến ngày 2 tháng 1. Australia cùng ngày thông báo, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 16.500 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Australia hiện chật vật ứng phó làn sóng lây nhiễm Omicron và nhà chức trách cho biết sẽ rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường xuống còn 4 tháng.